Vâng, và hello chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của AS Mobile. Ngày hôm nay thì trước khi về Thái, mình đã quay một cái clip cực kỳ nguy hiểm cho bạn xem. Đó là chính là sâu cái ạc 260.000 kim cương đó các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phá, trước khi về Thái thì mình sẽ ngứa tay, mình sẽ phá cái ạc cho các bạn xem nha. Để coi, mình sẽ mua full điểm vô cực nha các bạn. Trời ơi, với 200, bây giờ hiện tại là mình còn 247.000 kim cương. Thì mình sẽ mua nốt cái thẻ vô cực nè, các bạn có thể thấy này, đó, rất là nhiều luôn. Và mình sẽ mua full luôn nha các bạn. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm. Trời ơi, nhận kìa, sướng chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ mua full luôn. Trời ơi, nó phê kìa, trời ơi. 5.000, 6.000, 7.000 rồi, trời ơi. Các bạn có thể thấy không? Đó, mình bỏ ra khoảng tầm 10.000 nè. Đó, 10.000 mua luôn. 10.000 kim cương đó các bạn ạ. 10.000 kim cương tương đương với lại là gần 2 triệu Việt Nam đồng. Thôi, nhận luôn cái bộ đồ mọc sừng này. Dạo này Garena cho ra nhiều sừng quá. Trang phục nào cũng có sừng, cực kỳ nguy hiểm. Đậu xanh. Hay da, trời ơi, nhận được rồi các bạn ạ. Ok, các bạn có thể thấy rằng là với cái số kim cương này thì quy ra tiền Việt nó chính là hơn 50 triệu Việt Nam đồng. Hơn 50 triệu nha các bạn. Đấy, thì trong cái ạc này nó có một cái rất là bí mật. Mình sẽ show cho các bạn xem vào video tiếp theo. Các bạn muốn xem cái bí mật đó là cái bí mật gì thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và bấm nút chuông lên để mỗi lần mình ra video các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn một nhân vật nào đây. Để coi nhân vật nào có thể mang được cái đồ kia ta. Đâu rồi? Ủa? Hao Tu? Các bạn chờ một xíu nha, máy đang lag một xíu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái thằng này lên nè các bạn. Nâng cấp cái thằng... cái gì? Anito đồ gì đủ các kiểu nè. Đó. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái thằng đó lên nha các bạn. Các bạn chờ xíu nha, máy mình đang bị lag mạng nên là không thể mà vào nhanh được. Thôi. Đó, trang bị cái đầu sừng vào không được nè. Không phù hợp với nhân vật. Ủa? Thế là nhân vật gì mới mang được ta? À không không không, cái đồ đó là đồ nữ nha các bạn. Đồ đó, cái đầu đó là đầu của nữ. Hèn gì nó không phù hợp. Bây giờ thì con chó của bên server này vẫn chưa ra nha các bạn. Chó server của Thái Lan vẫn chưa ra. Đó, mình sẽ mua thẻ nhân vật level 4 nè. Rồi để mà có level 6 á, thì các bạn phải vào xoay vòng xoay may mắn, các bạn đổi ra cái thẻ kia thì các bạn mới có được cái level 6. Lát quá, lát quá, lát quá. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào xoay nha các bạn. Đấy. Trời. Trời, cái này là xoay sướng luôn. Cái này là muốn bộ nào sẽ ra bộ đó nha các bạn. Đó, xoay vòng quay vàng nè. Trời ơi, coi mình xoay kìa các bạn ơi. Trời ơi, 500.000 vàng thì làm sao mà xài hết đây. Gắt phải chưởng. Anh em có thể thấy thì Free Fire bên Thái Lan á, Garena bên Thái Lan thì họ rất là ưu đãi cho streamer và YouTuber. Như là đây mình qua đây cho mình cái ạc này xài liền. Cực kỳ nguy hiểm. Rồi, bây giờ coi, bây giờ thì mình sẽ vào phần shop, sau đó là quy đổi ra cái thẻ. Cái này là gì đây? Sao nó tùm phèn thế này? Các bạn chờ xíu nha, máy đang bị mất mạng. Để mình mua thêm cái thẻ vô cực đây. Rồi, mua nè. Trời,
anh em có thể thấy rằng là với 200 cái thẻ vô cực là tương đương với lại là 1 triệu rồi. 300 thì thôi. Ok. 2 triệu rồi đó các bạn ạ. À. Mua luôn. Gắt vải chưởng. Sướng. Ok, và bây giờ mình sẽ vào một trận đấu ranh và mình sẽ đi sâu cái này cho các bạn xem. Bộ đồ có cái đầu lâu cực kỳ nguy hiểm. Rồi, đầu xanh. Dạo này Garena thích sừng nhiều quá. Đó, đó, đó. Cái đầu này mới trang bị được cho nữ nha các bạn. Đầu mặt quỷ có sừng. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu ranh bên server Thái Lan để mà show cho các bạn xem. Nói chung là các bạn mặc bộ đồ này nhìn nó ghê ghê làm sao. Nó nhìn nó không phải là người nữa rồi mà nó giống như là một con thằn lằn. Hiện tại bây giờ là tối rồi nên là mình không thể nói to được. Mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Đấy. Trời ơi các bạn thấy giống con thằng lằn không? Các bạn nhìn điểm vô cực của mình kìa. 857. Ước gì tí nữa mình sẽ ra mình mua hết. Mua hết kim cương luôn. Đấy. Các bạn thấy giống con thằng lằn không? Cực kỳ nguy hiểm. Wow. Gắt vải chưởng. Anh em nói gì đi với cái ạc này. Nếu mà mình sở hữu được cái ạc này chắc là mình là bá chủ server Việt Nam rồi. Nhưng mà khi mà về tới Việt Nam thì nó sẽ đổi lại cho mình cái ạc cũ nha các bạn. Thì cái ạc cũ của mình nó rất là cùi luôn. Rồi let's go. Bây giờ mình sẽ xuống. Cắm đầu xuống thôi. Các bạn nhìn thấy là nó giống như là một con thằn lằn không? Có cái đuôi thấy ghét. Nhìn nó ghê ghê làm sao các bạn. Lắc lắc nè, cái đuôi lắc lắc luôn. Anh em nào mà ủng hộ kênh AS Mobile thì nhớ bật chuông lên nhé. Bật chuông cả ba kênh luôn nha anh em. Tại vì mình sẽ stream thường thường anh em. À, một số người thì hỏi là mình stream ở đâu. Thì mình stream ở trên kênh AS Mobile Streamer nha các bạn. Còn mà mình... anh em nào muốn xem những cái vlog, những cái ăn uống thường ngày hoặc là những cái đội tuyển WAG hoặc là những đội tuyển khác thì có thể xem ở kênh vlog nha các bạn. Đây. Các bạn có thấy con thằng lằn chưa? Vải chưởng. Trời ơi. Coi, ủa sao chui vào đây không được? Kỳ ta. À vào được rồi nè. Đấy. Chỗ này cũng là một cái chỗ núp lý tưởng các bạn. Nằm ở trong đây thì không ai để ý tới nha các bạn. Wow. Thùng xăng. Đúng. Ơ à, phải chưởng. Ấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu các bạn cảm thấy like nhé. Đã đón xem video của mình, nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.